Chủ đề hôm nay là chúng ta nghiên cứu phần speaking part 1 đúng không? Cái phần phần 1 của speaking, kỹ năng speaking đúng không mọi người? Thì phần 1 nó chỉ hỏi chúng ta những câu hỏi về bản thân thôi. Thì những câu hỏi này nó đi sorry cái những cái câu hỏi thì nó liên quan đến bản thân chúng ta, cho nên là người ta hỏi chúng ta thì chúng ta phải trả lời ngay lập tức. Chúng ta hiểu ý thầy không ạ? Đó, nhớ nhá. Những câu hỏi này toàn là câu hỏi liên quan bản thân đúng không? Bạn thích ăn gì, bạn thích mặc gì đúng không? Thì phải trả lời ngay lập tức, không có một cái sự ngập ngừng, được chưa? Không được ngập ngừng. Đó, thể hiện cái phản xạ tiếng Anh chúng ta ra luôn. Đi học thêm chỉ để mua sự tự giác thôi đúng không? Yes, đúng rồi. Yes. Thường thì thông thường là chúng ta, các bạn mà kiểu không có sự tự giác đúng không? Thì sẽ phải bỏ tiền ra thì mới cảm thấy là đáng đúng không mọi người? Cảm thấy đáng, cảm thấy gọi là kiểu phải, mình đã bỏ tiền ra thì mình phải đi học cho nó đáng đúng không? Đó. Ok. Nào, chúng mình cùng nghiên cứu câu hỏi đầu tiên với thầy nhé. Đây là chủ đề về thể thao nhé mọi người. Rất là dễ để nói đúng không? Câu đầu tiên này mọi người này. Do you like sports? Bạn có thích thể thao hay không đúng không? Đó. Chúng ta cứ nghĩ đó. Đầu tiên chúng ta cùng suy nghĩ với thầy nhé. Bản thân thầy chắc chắn rồi. Thầy Alex là một người rất là thích thể thao luôn. Đó. Yes. Rồi absolutely. Chúng ta tả thêm về thể thao đi đúng không? Thể thao thì như nào? Rất là fascinating đúng không mọi người đúng không? Rất là fascinating đúng không? Đó. Rồi rất là enjoyable đi đúng không? Rất là thưởng thức đúng không mọi người? Đó, được chưa? Rồi chúng ta nghĩ về thể thao mang lại cái gì cho chúng ta? Chắc chắn là sức khỏe đúng không? Health đúng không mọi người? Rồi gọi là kiểu năng động đi đúng không? Thể thao giúp chúng ta năng động hơn này đúng không? Đó, rồi gì nữa ta? Đó, kiểu kiểu như vậy đúng không mọi người? Đó, kiểu kiểu như vậy. Yes. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thầy gọi là diễn đạt những cái ý này ra theo cách của thầy nha mọi người nhé. Theo cách trả lời được speaking 8.5 nha mọi người nhé. Đó. So, chúng ta chỉ cần để ý cái fluency, cái độ trôi chảy của thầy thôi, đúng không? À, bắt đầu đông người vào xem. Các bạn mới vào chúng ta thả tim với thầy nha mọi người nhá. Không để thầy nhắc nhiều nhá, cả nhà. Thả tim cho thầy Alex nha mọi người nha. Nào, câu đầu tiên này, do you like sports, đúng không? Chúng ta cùng brainstorm idea với thầy rồi. Bây giờ thầy sẽ diễn đạt ra nha mọi người nhá. Well, absolutely, yes. Well, I find sports, really fascinating and enjoyable, They also contribute to good health and, keep us active. And they also, encourage us to compete in a safe and, healthy manner. Ok, đúng mọi người ha. Đó, đúng không? Chỉ cần trả lời như thế thôi, đúng không mọi người? Đó, nào, thầy sẽ ghi đáp án ra nhé. Xem mà chúng ta xem thầy vừa nói gì, thầy diễn đạt những cái ý này ra sao nha. Chắc chắn là có rồi. Yes, absolutely, đúng không mọi người? Đó, tôi cảm thấy thể thao rất là phấn khích, đúng không? Và hưởng thụ, đúng không mọi người? Yes, I find sports quite, hoặc là really cũng được, đúng không? Really. Mình bảo lỗi nào. I find sports feel fascinating, đúng không? Interesting cũng được nha mọi người, nhưng mà thầy sẽ sử dụng fascinating đúng không? Fascinating and enjoyable đúng không? Đó, bắt đầu tả thêm này, thể thao này, chúng này đóng góp vào sức khỏe của chúng ta, thì chúng ta hiểu là chúng mang lại sức khỏe cho chúng ta. It contribute to good health. Nó mang lại sức khỏe tốt và giữ chúng ta năng động, keep us active được không ạ? Đó, đúng không? Tiếp đến là chúng cũng gọi là kiểu giúp chúng ta gọi là kiểu có thể gọi là cạnh tranh trong một cái hướng kiểu gọi là lành mạnh và an toàn ấy đúng không? So they also encourage us here to compete PETE đúng không? In a safe and healthy manner đúng không mọi người? Đó, được chưa? Ok không cả nhà ha? Được đúng không mọi người? Đó. Nào, bây giờ chúng ta đã xem thầy diễn đạt ra rồi đúng không? Chúng ta xem cách thầy sử sắp xếp câu này đúng không? Xem cách thầy tả ra xem nó có khác một xíu nào không đúng không mọi người? Đó, thì thầy muốn chúng ta học cái kiểu nói chuyện như vậy thôi. Nói chung là rất là dễ mọi người. Đó, chúng ta chỉ cần thời gian chúng ta kiểu cố gắng lưu những cái mẫu câu này vào để sau này chúng ta nói ấy. Thì dần dần chúng ta sẽ tự tin hơn để sử dụng những cụm này. Bây giờ thầy sẽ trả lời lại một lần nữa nhé. Và chúng ta xem cái cách trả lời của thầy như nào. Đó, xem thầy giọng điệu của thầy như nào, phát âm của thầy như nào đúng không? Từ vựng, đừng bao giờ lo đến từ vựng, không bao giờ phải lo từ vựng cả. Speaking chúng ta hãy cố gắng nói trôi chảy. Đúng không? Nói trôi chảy một cái rồi phát âm ok là được mà, đâu cần phải từ vựng đâu. Em bé, hello em bé hay khóc nhà em? Now, do you like sports? Well, yes, absolutely. I find sports really fascinating and enjoyable and they contribute to good health and keep us active.
And they also like encourage us to compete in a safe and healthy manner. Ok, đúng không mọi người? Đó. Chúng cũng ủng hộ chúng ta để có thể gọi là kiểu để cạnh tranh trong một cái gọi là thiên hướng là kiểu an toàn và lành mạnh ấy. Nó kiểu kiểu như vậy. Đó, compete thế. Yeah. Ok, tiếp nha mọi người nha. Sang câu thứ 2 nha mọi người nha. Đó. Nào, câu thứ 2 của một câu tương đối là dễ đúng không? What is your favorite sport? Môn thể thao yêu thích của chúng ta là gì đúng không? Thì đối với thầy sẽ là football. Thầy rất là thích bóng đá luôn. Đó. Xong rồi tả về bóng đá. Bóng đá thì nói chung là cũng khá là xem và có thể vừa xem và vừa chơi đúng không mọi người? Rất là vui khi mà xem và chơi đúng không? Fun đúng không mọi người? Đó, rồi gì nữa ta? Bóng đá thì nói chung là kiểu nó là một cái môn thể thao kiểu gọi là cạnh tranh lành mạnh đúng không? Thì thầy sẽ muốn sử dụng cái từ là healthy competition, rất là liên quan đến chủ đề đúng không? Rồi bóng đá thì nó sẽ mang lại cái giá trị của đồng đội đúng không? The value of teamwork đúng không mọi người? Rồi nói chung là kiểu tăng thể lực đúng không? Hay gì nhỉ? Stamina đúng không mọi người? Stamina, được chưa? Đó, chấm một cái. Ok không mọi người? Đó. Nào, được không? Chúng ta thấy ok chưa? Thầy sẽ tả về môn bóng đá. Cái này chúng ta thay bằng basketball hay là tennis cũng được nhá. Tennis thì nó cũng là cái thể thao lành mạnh, cạnh tranh lành mạnh mà đúng không? Nào, thầy sẽ bắt đầu nói thử diễn đạt cái câu này ra cả nhà cùng xem với thầy nhá mọi người nhá. Xem thầy Alex diễn đạt những cái kiểu câu như này như thế nào nhá mọi người nhá. So, what is your favorite sport? Chúng ta có thể ngồi nghĩ đáp án ra cũng được nha mọi người. So, what is your favorite sport? Well, football, you know, football obviously is one of my like cup of tea, you know. I think it's, you know, really fun to play and to watch as well. This sport like appeals to me because like it promotes, you know, healthy competitions and, you know, the value of teamwork as well. And it also assists in like the development of high stamina. Sự phát triển gọi là thể chất đúng không? Đó. Development of high stamina. Thầy luyện nói như thế nào đấy ạ? À? Chơi cầu lông gì nhỉ? Badminton đúng không em? Badminton đúng không? Đó. Yeah. Badminton đúng không? Yeah. Thầy luyện nói như thế nào đấy ạ? À? Nói chung là kiểu thầy nghe tiếng Anh nhiều, với lại thầy nói chung là chúng ta sẽ phải qua thời gian để nói hay sẽ cần một cái thời gian. Và cách luyện đó chúng ta hãy nghe thật là nhiều, nghe người bản địa nói nhiều và chúng ta nhại theo họ. Đó, đấy là cái tổng quan nhất. Còn đương nhiên trong tiếng Anh để phát âm hay thì nó sẽ có nhiều những cái thứ nó rất là nhỏ, như kiểu là âm này, rồi ngắt nghỉ này, trọng âm này, rồi nhấn âm này, nó nhiều thứ lắm đó. Nhưng mà cái tổng quan nhất đó chúng ta hãy nghe người bản địa nói thật là nhiều và chúng ta nhại theo họ. Đó. Nào, thầy thử diễn đạt cho mọi người cùng xem với thầy nhá, xem thầy diễn đạt như nào nhá. Football is my cup of tea, đúng không? Is my cup of tea là cái ôi tôi yêu thích. My cup of tea, lưu cụm này vào nhá. Đó, is my cup of tea nó giống kiểu là my favorite đấy mọi người. Football is my favorite, đúng không? Is my cup of tea, được chưa? Đó. Lưu lại nha mọi người nha. Tiếp đến này, thầy sẽ tả về bóng đá đúng không? Well, you know, it's fun to play and to watch as well. Nó rất là vui để chơi và để xem đúng không? Đó. Rồi giải thích ra tại sao môn này thu hút chúng ta. Well, this sports appeal to me because, you know, it promote đi, nó khuyến khích một cái sự cạnh tranh lành mạnh, promote like healthy competitions, the value of teamwork đúng không? Cái giá trị của đồng đội đúng không? And hỗ trợ trong việc tăng thể lực đúng không? Assist hai chữ S nha mọi người nha. Assist in the development of high stamina đúng không? Đó, ok chưa? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không mọi người? Đó. This sport appeal to me này là hấp dẫn tôi này đúng không? Kiểu hấp dẫn tôi ấy, mọi người. Hấp dẫn tôi đúng không? Đó. This sport appeals to me đúng không? Cái môn thể thao này hấp dẫn tôi bởi vì nó tăng cường cái cuộc cạnh tranh lành mạnh này, giá trị của tình đồng đội này và hỗ trợ trong việc phát triển thể lực, thể chất đúng không? Thể lực đúng không? Đó. Được chưa? Phát triển thể lực đúng không? Development high stamina. Ok. Nào,
Bây giờ thầy sẽ trả lời lại nhé cả nhà nha, và chúng ta sẽ xem, nhớ này, hãy để ý cách thầy nói thôi đúng không? Để ý cách thầy nói, cái giọng của thầy này, sự trôi chảy của thầy này, là chúng ta sẽ bắt chước nhại nhại theo thầy nha mọi người nha. Nhại nhại theo thầy Alex nha. So, what is your favorite sport? Well, football is my cup of tea. It's fun to play and to watch as well. You know, this sport appeals to me because it promotes like healthy competitions and the value of teamwork, and also assisting the development of high stamina. Ta-da! Ok đúng không mọi người? Dễ không? Đó. Chúng ta để ý này, các âm S thì phát âm rất là ok đúng không? Đó, trọng âm của thầy rất là rõ đúng không mọi người? Phát âm rất là rõ luôn đúng không? Đó. Và cái độ mạch lạc như nào? Rất mạch lạc. Đó, đấy là bốn cái tiêu chí. Ngữ pháp thì nói chung là thầy cũng chưa nói đến nhiều, nhưng mà ngữ pháp trong nói chuyện ấy thì cũng không quá cần thiết. Miễn sao là chúng ta chia động từ các thứ là ok là được. Đó, đấy là theo quan điểm của thầy là vậy. Đúng không? Thầy chia động từ rất là rõ ràng, thầy phát âm động từ rất là rõ ràng, chia động từ rất là ok đúng không mọi người? Đó, được chưa? Nào, tiếp sang câu thứ ba nhé mọi người nhé. Rất là dễ đúng không mọi người? Hôm nay chủ đề này dễ nói đúng không cả nhà ha? Nào, do you often watch sports on TV? Bạn có thường xuyên xem thể thao trên TV hay không? À, chúng ta như nào mọi người? Nói chung là ví dụ bản thân thầy nhé, bản thân thầy đi, thì hồi xưa thầy xem, hồi thầy học cấp 3 thì thầy xem thôi. Đó, còn bây giờ thì thầy không, thì thầy sẽ nói là I used to, là đã từng đúng không? Tôi đã từng, đó được chưa? Đó, rồi hồi xưa thì xem nhiều thể thao đúng không? A lot, xem rất là nhiều đúng không? Còn bây giờ là từ khi đi làm đúng không? Xin job đúng không? Xin working đúng không? Thì tôi đã kiểu gọi là rất là bận đúng không? Không thể dành thời gian, cannot spare time đúng không? Mọi người dành thời gian là dùng spare time, mà spend time cũng được, spare time đi. Đó. Tiếp đến thì thầy sẽ nói thêm là thi thoảng nên thầy bịa ra một cái câu chuyện. Thế cũng không phải bịa mà thầy thi thoảng thầy có xem đó, thì thi thoảng tôi có xem những cái trận cầu đỉnh cao đó, mọi người, thì thầy sẽ có một từ đó là highly looking forward đó, matches, được chưa? Đó, ví dụ như là trận Manchester thành derby ấy mọi người. Mình đang đi học mà mình chép, mình đi làm được không thầy? À, mình chém mình đi làm được em, thoải mái nhá. Em đang đi học mà em chém em đi làm được mà, thoải mái mà. Sao đâu? Trời, người ta không quan tâm là em làm gì đâu. Em thể nói vào trong phòng thi em bảo là bạn mà không biết thì nếu mà bạn tra list người giàu nhất Việt Nam thì tôi đứng thứ 10 đấy, đúng không? Ủa, em chém mới thoải mái luôn. Người ta không bao giờ, người ta lên Google, người ta search là 10 người đời giàu nhất Việt Nam có tên em hay không, đúng không? Thoải mái nha em, đúng không? Không có vấn đề gì hết. Miễn sao là khi em chém ấy, nó phải tự nhiên. Em chém nó phải trôi chảy, chứ không chém xong rồi kiểu mồm mình run cầm cập lên, xong rồi cái mặt mình méo xệ cả ra đúng không? Thì nói chung là thà nói sự thật còn hơn. Đó, nói không ra câu, không ra hơi nữa thì chịu thôi đúng không? Chém nó phải trôi chảy nha, phát âm nó phải ok nha, đúng không? Người ta kiểm tra trình độ tiếng Anh mà. Nào, thầy sẽ thử diễn đạt nhé. Ý thầy ở đây là kiểu hồi xưa tôi xem rất là nhiều, đó, nhiều môn thể thao trên TV, nhưng mà từ khi tôi đi làm thì tôi không thể dành thời gian cho chúng được nữa. Thi thoảng thì tôi cũng có xem những cái trận đấu mà đỉnh cao thôi, ví dụ như là trận derby thì Manchester với cả trận El Clasico ở giải Tây Ban Nha ấy, đúng không? Đó. Nào, thầy sẽ thử nói nha mọi người nhé. So, do you often watch sports on TV? Well, I used to, back in the time when I was in high school, I watch a lot of like, live sports like football or and golf, on TV. However, since my job responsibility has got in the way, I can't spare any time for them, sometimes, like, I occasionally, stay up late to enjoy like some like highly looking forward matches, like the Manchester Derby or El Clasico in the Spanish league, So yeah. Đó, ok đúng mọi người, chúng ta chỉ cần trả lời như vậy thôi đúng không? Đó. Nào, thầy sẽ thử viết lại nha mọi người nhé. So, I used to, đúng không? Đó, I used to. Tôi đã từng thôi, I used to. So, back in time, when I was, when I was in high school, I watched a lot of, lot of live sport, môn thể thao live, đúng không? Live sports. Like football and golf, on TV, in golf, on TV đúng không? Đó, được chưa?
chấm một cái đúng không? Rồi tiếp đến này, nhưng mà từ khi however since my job responsibility, chúng ta các bạn xem thầy nhiều, các bạn nhớ thầy sử dụng câu này đúng không? Since my job responsibility đúng không? Chúng ta thấy nhiều đúng không? Responsibility has got in the way. Đúng không? I couldn't spare time for them. Yeah, tôi không thể dành ra cho chúng nữa đúng không? I occasionally, thi thoảng. Gọi là stay up late. Stay up late là thức muộn nha mọi người nha. Stay up late to enjoy like some highly looking forward matches like the Manchester Derby đúng không mọi người? Derby đúng không? Đó. Được chưa? Ok không mọi người? Đó. I used to, back in time when I was in high school, I watched a lot of live sports like football and golf on TV đúng không? On TV này. Kể từ khi trách nhiệm công việc đúng không? Kể từ khi tôi đi làm đấy. Kể từ khi trách nhiệm công việc đã cản đường, ý là kể từ khi tôi đi làm thì tôi không thể, I couldn't, đúng không? I could not spare time for them. Tôi thi thoảng stay up late là thức muộn này mọi người này. Được chưa? Thức muộn đúng không? Stay up late là thức muộn. Đó. Để tận hưởng highly looking forward matches, nó là kiểu những cái trận đấu đỉnh cao ấy đúng không? Đó. Trận cầu đỉnh cao đúng không mọi người? Trận cầu đáng xem đúng không? Worth watching cũng được đúng không? Worth watching matches. Đó. Ok, nào. Thầy sẽ nói lại nhé. Chúng ta cùng xem cái giọng của thầy, xem phát âm của thầy Alex như thế nào nha mọi người nhá. Yes, thầy hay thì chúng ta thả tim cho thầy nha mọi người. Yeah. So, do you often watch sports on TV? Well, I used to, you know, back in the time when I was in high school, I watched a lot of like live sports like football and golf, yeah, on TV. However, since my job responsibility has got in the way, I couldn't spare time for them, you know. I occasionally like stay up late to enjoy some highly looking forward matches like, you know, the Manchester Derby or El Clasico in, you know, the Spanish League. Giải Tây Ban Nha, Spanish League đúng không? Cái gì? La Liga đúng không mọi người? La Liga đúng không? Đó, bạn nào không xem đá bóng các bạn biết đúng không? Các bạn xem đá bóng các bạn biết. The Manchester Derby này, trận đấu thành Manchester này đúng không? Manchester United với cả Manchester City đúng không? Đó. Nào, câu cuối cùng nha mọi người nha. Rất là dễ đúng không mọi người? Did you play sports as a child? Bạn có chơi thể thao khi mà bạn là còn em bé hay không đúng không? Đó, khi còn bạn còn là nhỏ không đúng không? Thì cái này thì của nó là thì gì đây? Quá khứ trong câu trả lời của chúng ta sẽ phải là quá khứ được chưa? Đó. Nói chung là thầy sẽ định trả lời như kiểu là ai mà chả chơi đúng không? Hồi xưa everyone ai mà chả chơi đúng không? Đó. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, me not an exception, được chưa? Thầy có cái kiểu trả lời như vậy. Đó. Rồi, nói chung là hồi xưa tôi chơi football khi mà tôi còn bé đúng không? Bé có cái từ đó knee high. Knee high h i g h to a grasshopper đúng không? Đó là khi tôi còn bé, knee high to a grasshopper. Và hồi xưa thì tôi cũng gọi là khá là thích fond of swimming đúng không? Khá là thích swimming, yêu thích swimming. Ok chưa? Đó. Nào, thầy trả lời nhé mọi người nhé. Rất là dễ đúng không? Câu này rất là dễ luôn này. So, did you play sport as a child? Well, yeah, often, really often. I think everyone did, you know. I think it's always good to stay active since childhood, and you know, I'm not an exception. Well, I have played football since I was like knee high to a grasshopper, and I was also fond of swimming as well. Ta-da, dễ đúng mọi người, đó. Chỉ cần trả lời như vậy thôi, vài ba câu đỉnh cao như vậy, nói gọi là mượt mà như vậy là chắc chắn luôn, 8 chấm trở lên luôn. Đó. Nào, thầy sẽ ghi lại nhá. Đầu tiên chúng ta luôn luôn phải trả lời câu hỏi yeah, often, đúng không? Rất là often luôn. Yeah, quite often, yeah, khá là thường xuyên, đúng không? Đó, và tôi nghĩ rằng and I think, you know, everyone did, đúng không? Mọi người, ai mà chả làm, đúng không? Everyone did, chấm. Đó, rồi thầy sẽ nói ra là nói chung là nó luôn luôn tốt để mình active khi mà còn nhỏ, đúng không? It's always, like, you know, good to stay active đúng không? Xin kể từ khi mà còn nhỏ, xin childhood đi đúng không? Xin childhood and I am not
an exception và tôi không phải là trường hợp ngoại lệ, đúng không? Đó. Sau tiếp này, tôi bắt đầu chơi thể thao, I have played, đúng không? Thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp diễn ở hiện tại, đúng không? I have played football since I was knee high to a grasshopper and I was also fond of swimming as well. Yeah, tôi cũng khá là hâm mộ, tôi cũng khá là thích swimming. Yeah, as well. Đó, ok không mọi người? Được không? Ok la ha. Yes. Now, knee high to grasshopper. Nếu mà bạn nào cùng xem thì cái từ này có nghĩa là small and young ấy mọi người. Khi mà tôi còn trẻ và đẹp ấy, đúng không? Yes. Khi mà tôi còn trẻ và nhỏ ấy, đúng không? Đó, knee high to a grasshopper, small and young. Yeah. Fond of là yêu thích này mọi người. Like này, like nó bằng từ like, đơn giản vậy thôi. Nó tính từ nhá, fond of nhá. Tính từ nó bằng like, được chưa? Ok ha mọi người ha. Nào thả tim giúp thầy nào mọi người, thả tim nào. Không để nhắc nhiều nữa nha. Nào, cuối nào mọi người nào. Bây giờ thầy sẽ trả lời lại và chúng ta quan sát cái giọng của thầy, cái phát âm của thầy là như nào nha mọi người nhé. So, yes, so did you play sports as a child? Well, yeah, quite often. Well, I think everyone did, yeah. I think it is always good to stay active since childhood and, you know, I'm not an exception. Well, I have played football since I was like knee high to a grasshopper. And I was also fond of swimming as well. Yeah, và tôi cũng khá là thích swimming, đúng không? Ok la mọi người. Đó. Dễ đúng không mọi người ha? Dễ đúng không? Đó. Chúng ta cố gắng lưu những cái mẫu câu này vào của thầy nha mọi người nha. Có thể là chúng ta không thuộc được hết đâu, nhưng mà chúng ta ghi những cái cụm từ mà thầy gạch chân này này. Những cái từ này rất là hay ho, đúng không mọi người? Và cái thầy muốn chúng ta để ý đó là cái cách thể diễn đạt ra. Nó đơn giản đó mọi người. Nó kiểu như vậy thôi, chúng ta chỉ cần ghi một vài từ như này này và chúng ta hãy cố gắng tập diễn đạt ra theo ý của mình. Đó, đương nhiên là sẽ khác, khi chúng ta diễn đạt ra sẽ khác ý của thầy rồi, đúng không? Đấy là kiểu chắc chắn. Đó, mỗi người có một cái kiểu diễn đạt khác nhau mà, đúng không? Đó, nhưng thầy muốn là chúng ta hãy cố gắng tập những cái từ khóa này, ghi từ khóa ra mà chúng ta thử nghĩ xem ok, đối với từ khóa này thì mình muốn diễn đạt nó ra như thế nào, mình tìm cách diễn đạt nó ra. Đó. Okay, so yes, any questions guys? Chúng mình có câu hỏi gì cho thầy Alex và mọi người nhỉ? Cái buổi livestream này chúng ta xem lại trên fanpage IELTS thầy Alex của thầy nha mọi người nè. Cho nên chúng ta lên, chúng ta chịu khó lên ủng hộ, follow fanpage của thầy nha mọi người. Thầy thấy nhiều bạn vào xem fanpage của thầy xong rồi các bạn không like ấy mọi người. Kiểu lượt vào rất là nhiều luôn nha mọi người, kiểu gọi là mấy nghìn người vào xem ấy mà chả ai like cả, kiểu thầy thấy rất là buồn đó mọi người. Kiểu chúng ta đã mất công chúng ta ấn vào fanpage của thầy rồi thì ấn nút like có mất gì đâu mọi người, nó miễn phí mà mọi người, thầy livestream chúng ta hàng ngày mà, đúng không? Đó. Ok guys, yes, rồi. Chắc là buổi livestream của chúng ta hôm nay đến thế thôi nhá mọi người nhá. Đó. Chúng mình có câu hỏi gì cho thầy nữa không nhỉ mọi người nhỉ? Ngày mai thì thứ 6, ngày mai chúng ta sẽ luyện listening lại nhá mọi người nhá. Mai chúng ta sẽ luyện nghe nhá cả nhà nhá. Luyện nghe nhá mọi người. Alright. So yeah. Good to have you guys here with me today, guys. And, you know, please follow my fan page and I'll see you guys tomorrow. Yes, at 11 a.m, okay? All right, so yeah, take care, guys. And I'll see you guys tomorrow. Bye-bye, mọi người. Bye-bye, cả nhà. Chào mọi người nha.